New student. Rồi, coi như là gà với lại happy là sửa xong hết bài rồi phải không? Bây giờ chỉ còn có happy là vẫn còn chưa có làm bài số 5 nè. Who's next? À, Tà Linh có làm bài chưa? Lenci, Tà Linh, Tà Linh cũng chưa có làm bài, hả? Ngồi đó mà cười là biết rồi. Trời ơi, Tà Linh còn chưa làm bài số 4 luôn á. Ồ, làm rồi hả? Làm được vài bài. Nhưng mà bà Hà Cát bà kêu là làm một bài cũng được, không có cần phải làm hết. Người nào có nhiều thời gian thì làm hết, còn không thôi làm một bài thôi. Để coi. Keep hả? Keep. Keep cũng là bà lười luôn, cô không làm bài. Fine. Keep. Cái website này nó chậm quá. Có lúc nó load, có lúc nó không load, có lúc nó bị bà này chắc bà nhờ ai mua cái website cheap quá. Quánh lộn đi, quánh lộn đi. Nó đứng rồi bà con ơi, cái website nó bị đứng rồi. Tại cái server nó dỗm quá đó mà. À, để tôi mà Firefox nó cũng Firefox nó đang reinstall. Let me see. Đúng rồi, cái website nó bị cái gì rồi đó. Nó không có vô cái website, nó đang connecting. Kiếp cũng vào không được đâu, ở đó mà post. Cái website nó bị down rồi. Người ta chưa quýnh cho là mai mới nhảy vô cái bắt đầu quýnh người ta. Happy đá cái nick hạt cát trong sa mạc ra ngoài đi, Happy. Mới vào đã hung dữ rồi. Đá đi. Đá đi Happy. Rồi đi mua website dỏm mà gì mà mới mới sáng sớm đi vô đã không được rồi. Thiệt cái tình. Hello 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 bà con cô bác. Rồi ok. Trời nó lâu quá trời lâu rồi, nó
Ok, post đi. Website này trả nhiều tiền, năm đây 20 phải không? Phải 20 năm không? Sao cái server gì mà nó chậm rì vậy? Cái server này chắc chứa được có 2-3 người vô một lúc thôi. Thiệt là chán mà. Ok, bài này Next to the girl who sat next to me in the cinema last night is very beautiful. Ok. Vậy Kiếp có phải là lesbian không vậy? Sao mà để ý đến cái cô mà ngồi gần mình đẹp quá vậy? Hồi bài đó không phải của Kiếp mà. Nhưng mà sao tôi thấy Kiếp với lại có một cái post nào mà cái chữ trời ơi, nó bự chà bá, nó bự ơi là bự, mà đã vậy còn viết chữ màu hồng nữa mới sợ. Kiếp với lại ông Gambler, hai người nói chuyện với nhau bằng chữ mà giống như là bị người cận thị đọc qua vậy đó. Ok, tôi vô tôi nhìn cái post đó thôi tôi sợ quá, tôi bỏ tôi chạy ra luôn. Chữ gì mà nhìn vô nhức mắt. Okay, next to business communication, my favorite subject. Trời đất ơi, is human resource. Thôi cái câu đó đi đem về trồng lúa đi Kiếp ơi, không ai nói như vậy hết á. Cái những cái subject mà để người ta học á, không có ai cái này next to hết. Ví dụ một tiết học này nó kế bên một tiết học khác á, thì nó còn nói được. Chứ mà hai cái subject ai mà nói như vậy. Ví dụ như after math period, I have to go to the next door, hả? Hay là yeah, I have to go to the let's see, writing class adjacent to, chứ không phải next to. But anyways nha, cái câu đó của Keep bỏ đi, viết lại câu mới. Ok, bởi vì subject mình không có viết next to cái subject này, tự nhiên next to business communication rồi my favorite subject. Nếu mà mình muốn để cái chữ, bây giờ khoan nói về cái ý nghĩa ha, nói là next to business communication my favorite subject bị sai cái gì biết không? Punctuation. Ok, what do you need? If you want to explain something that is called a modifier, you need to separate the modifier by using a pair of. What do you think? Có hiểu tiếng Mỹ không vậy trời, sao mà im lặng đáng sợ thế? A pair of what? Đã nói là a pair mà. Có hiểu chữ a pair không? A pair là một cặp đôi đó. A pair of what? Cái này là mấy cái cách viết căn bản mà không biết hả? Khi mà mình muốn separate, mình muốn bỏ nó ra một cái modifier riêng biệt ra thì mình làm cái gì? Nếu nó đứng ở trong câu thì mình dùng một cặp đôi dấu phẩy để mình tách nó ra. Còn nếu nó đứng ở đầu câu thì mình cần dấu phẩy sau nó đứng ở cuối câu thì cần dấu phẩy ở trước nó. Mấy cái này là những cái thứ mà mình cần biết nếu mà là mình là người hay thích giải thích này giải thích nọ hoặc là thích modifier trong cái câu của mình thì phải biết những cái luật như vậy. Ok, sometimes người ta cũng có thể dùng cái dấu hyphen nữa,
Nhưng mà it depends. Theo cái context của mình thì mình nên dùng dấu phẩy hay là dấu hyphen? So, bây giờ nếu mình bỏ hai cái dấu phẩy ở trong cái câu đó thì mình bỏ ở chỗ nào? Okay. Chữ my favorite subject nó modify cho cái gì? Nó modify cho business communication. Ok. Rồi, thấy không? Khi mình modify cho một cái gì đó thì thường nó đứng ngay sau chữ đó, rồi nó được cắt ra bằng cái dấu phẩy. Ok. So next to business communication is human resource management. Ok. Cái câu này nghe nếu mà về văn phạm thì ok, nhưng mà nếu về ý nghĩa thì không có ai nói như vậy hết. Ok, đúng rồi, nếu mà người ta nói sẽ nói là my favorite subject is business communication, second to that is human resource management. Ok. So your job is what? Your job is to define or to learn how to use or how to say as natural as possible. Okay. Có những cái kiểu nói mình nghe nó không được tự nhiên mà mình không biết được, chỉ có trừ người nào người ta sử dụng cái ngôn ngữ người ta quen rồi người ta đọc thì người ta mới thấy nó hơi kỳ cục. Alright, now find. Tớ nói rồi đó, hồi nãy tôi mới đọc xong mà không nghe được à. Trời ơi khổ quá, bà này bà ngồi từ nãy giờ bà mơ màng cái gì đây. Lúc nào mà tôi không đọc là một cái câu để suggest, tôi sẽ làm lại cái câu đó là my favorite subject is business communication, second to that is human resource management. Có thấy happy type lại cái câu second to that ở trên đó không? Ngồi đó ngồi nãy giờ mơ màng không biết nghe cái gì đây. Hay là nghe không hiểu? Happy phải chia nó làm hai câu. Ok, my favorite subject is business communication, cái đó là một câu đầu. Ok, second to that is human resource management là cái thứ hai.
Number two, notice. You have to give me 1 week's notice before you are going to move to the United States. Okay. Here we go. Rồi các bạn nhìn vô trong cái câu này ha. Thử coi coi nó có bị sai chỗ nào không ha. Nói với cái câu đó ha. Ở trong đây bạn keep, bạn muốn xài cái từ notice. Okay, you have to give me 1 week's notice before you are going to move to the United States. Ráng suy nghĩ đi, okay? If you see something wrong in there, you can tell me. Okay, một người kêu 1 week nó sao ý. Second to that, có nghĩa that ở đây nó thay thế cho business communication, okay? Second to that. Nó là một cái idiom, có nghĩa là cái gì mà đứng thứ hai thì second to that. Nó có một cái idiom nữa là second to none, có nghĩa là không có gì vượt qua mặt nó được hết. Second mà to none thì có nghĩa là không có gì đứng trước được nó hết. Đó chỉ là một cái kiểu nói của người ta thôi khác. Gà sữa cho keep lại là you have to give me 1 week's notice before you move on to the United States. So, cái bạn đó, cái bạn gà đó bạn sửa là move on to, right? Còn cái câu original là move to, okay? Đâu có ổn hả? Yeah, think about it, okay? Let's think about it. Ồ, đâu có on, đâu có on. Ok. Ok. Rồi bây giờ đó mình thấy ở trong đây á, có cái bạn tà linh á, là bạn đã để ý được một chỗ hơi bất ổn. Ok. Rồi bạn thứ hai thì bạn muốn sửa là move on. Thật ra nếu bạn dùng chữ move on này thì bạn đổi ý nghĩa của người ta. Ok. Cho nên chỗ đó thì thật ra nếu mà theo tôi á thì bạn chỉ cần simplify cái vế before you are going to move to the United States. Bạn chỉ cần làm sao cho cái câu đó nó ngắn gọn lại thôi mà nó vẫn giữ lại nguyên cái câu như vậy. Ok. Tại vì khi mình đọc cái câu này mình thấy nó hơi bị dài dòng và nó hơi bị luộm thuộm. Ok. Rồi you have to give me 1 week's notice. Rồi cái chỗ đó bạn phải sửa lại. Ok. Before moving. Ok, before moving what? Moving to the United States. Vậy sao before có future tense không? Không. Sau sau before thì no, I don't think so. Rồi bà con sửa lại đi, tôi cho hai cái chỗ đó rồi đó bà con sửa lại cái câu đó theo cái ý mình viết coi làm sao. Bạn nhớ nè, ok, cái chữ apostrophe, cái apostrophe s của keep ở đây á, nó mang cái công dụng gì?
bạn keep đang trying to show một cái possession thuộc về cái gì đó, right? Notice of the next week. Cái chữ apostrophe s này là gì? Là of đó hả? One week's notice. Tại sao Keep lại nghĩ là phải bỏ apostrophe s ở đó? Tại vì cái, tại vì nó apostrophe s ở đây là nó in advance. Ở đâu nó có cái luật như vậy hay quá ha? Sao bỏ apostrophe s in advance? Học ở đâu ra? Rồi có bạn mấy ngàn, bạn sửa lại cho bạn là one week notice. Ok. Thì ở trong cái trường hợp vào cho thông báo một tuần trước, hai tuần trước, ba tuần trước, bốn tuần trước hay cái gì vậy hả, thì thường thường người ta không có, người ta không có bỏ cái chữ s như vậy. Nó, người ta sẽ dùng nó giống như là một một adjective. Actually nó dùng giống như là thí dụ một adjective, một nó có thể nói là 2 weeks notice, 1 week notice, 3 weeks notice mà không có apostrophe s. Ok. Cái bài này hình như là tớ nhớ ở trong một trong những cái bài giảng về adjective của tớ, tớ đã nói rồi ha. Thí dụ như vậy, đường hai bà chân thì người ta nói làm sao? Người ta gọi là hai bà chân street, right? Người ta đâu có nói là hai bà chân rồi apostrophe s street. Không có ai nói là hai, hai bà chân street. Không ai nói như vậy cả. Ok. Người ta sẽ nói là hai bà chân street. Tại sao? Bởi vì cái hai bà chân nó là một cái name và nó đứng ở vị trí của một adjective, nó modify cho chữ street. Cái loại street này là gì? Đó là nó mang tên hai bà chân. Ok. Vậy thì khi mà mình á nói cái notice, ok, what kind of notice? Người ta mới nói là 2 weeks notice, có nghĩa là cái loại notice này phải được làm 2 tuần trước. 1 week notice là cái loại notice này sẽ được làm 1 tuần trước, hoặc là 3 weeks notice. Ok. Rồi, mọi có khi người ta thắc mắc là nếu mình nói 2 weeks notice thì có người sẽ thắc mắc là vậy, ô tại sao tính từ mà lại có chữ s nằm ở trong đó là 2 weeks notice là như thế nào? Thì mình mới thấy là cái chữ 2 weeks ở đây á, nó không phải là số nhiều nữa, nhưng mà nó không phải là một cái số, danh từ số nhiều, mà nó đóng vai trò của một adjective và nó tạo ra một cái nghĩa riêng của nó, là một cái nghĩa riêng của nó là ồ cái loại này là cái loại 2 tuần đó, chứ nó không có phải là một cái danh từ, cho nên là mình không có treat nó giống như là số nhiều. Ok. Nó được dùng để là một tính từ bổ nghĩa cho what kind of notice. Ok. Rồi cái câu câu kế tiếp là gì? Là before you move to the United States. Ok. Còn cái 2-year-old boy. Ok. 2-year-old boy thì 2-year-old nó đi chung với nhau nè ha. 2-year-old nó đi chung với nhau như vậy. Thì cái luật ở đó người ta không có cho đếm. Ok. Người ta không bỏ cái đếm như vậy. Đây là một những cái luật ở trong tiếng Anh mà người ta dạy cho mình như vậy, phải không? Rồi nó có những cái adjective khác được tạo. Nói chung là nó có nhiều cái luật để được tạo thành adjective. Thì mình phải tùy thuộc vào trong mỗi cái luật mà người ta chỉ cho mình như thế nào.
Dùng 2 week notice có khác gì không? Tôi không thấy ai dùng cái kiểu đó bao giờ cả. Bây giờ hỏi tôi có khác gì không thì tôi cũng không biết, bởi vì tôi không có thấy người nào dùng là to xong rồi gạch nối cái week notice. To week là adjective to. Vậy bây giờ mình hỏi nha. To là số 2 mà tại sao mình phải gạch với lại chữ week? Thì cái effect của nó là gì? Vậy thì cái luật của tạo thành một danh từ có khi nào mà mình sẽ dùng cái dấu hyphen? Ok, rồi Loan Huỳnh nói là nếu mà dùng như 2-year-old thì mình từ cái đó mình nghĩ ra để mình dùng, right? Nhưng mà khổ nổi người ta lại không có dùng như vậy. Vậy thì bạn phải sao? Thì bạn phải làm gì? Bạn có nhớ là mình nói là ở trong tiếng tiếng Mỹ hoặc là tiếng Anh các luật lệ nó có được áp dụng 100% không? Có không? Không có một cái luật nào ở trong tiếng Anh mà được áp dụng 100% hết. Bất kỳ một luật nào trong tiếng Anh đa số là nó sẽ cũng có exception. Ok, at least một exception hay là nhiều hơn như vậy. So nó có những cái kiểu người ta dùng mà người ta không có, những cái kiểu người ta dùng mà cái người mà học ESL á, it takes a long time for them to realize that cái kiểu dùng của mình nó không có normal. Ok, làm sao mình biết được mấy cái này là do mình đọc nhiều, mình thấy nhiều, mình nghe nhiều, và cuối cùng là nó sẽ trở thành của mình. Rồi cái tự nhiên mình thấy ai nói ngược lại với những gì mình hay nghe thì mình sẽ thấy là nó không có bình thường. Đấy, y chang tiếng Việt của mình thôi. Nếu như mà mình nói nhiều, mình học nhiều, rồi cái người khác người ta nói cái có một cái câu gì nói ra, cái mình thấy ồ cái người này nói hơi lạ lạ, không có giống như những điều mình đã nghe đã thấy. Ok, so nếu mà bạn học một cách máy móc, even ở trong từ điển á, có những cuốn từ điển hay và có những cuốn từ điển không hay. Ok, cái đó là depends on cái người viết cái cuốn từ điển đó. Okay, có người viết hay, có người viết dở, và có người người ta chỉ viết về những gì họ đang nói về cái đó thôi. Alright, là người ta chỉ viết về một cái mục đích mà người ta đang nói, chứ người ta cover nguyên một cái diện rộng á thì người ta cover không hết. Em thấy ở đây nó có dùng từ 2 weeks notice này, nó có một cái loại dùng là of notice. Ok, nó có một loại đó nữa, nhưng mà tôi á thì tôi sẽ thấy là nó có cái sự khác biệt nếu mà mình dùng là 2 weeks of notice. Let me see. Let me find that one, okay?
I'm trying to find an explanation để cho nó rõ ràng cho mọi người để hiểu, ok? Tại vì thường thường cái kiểu nói của người 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 nước ngoài là như vậy nè. Thí dụ như mình cho một cái khoảng thời gian đi, phải không? Ví dụ mình nói trong vòng một tuần bạn phải làm xong cái bài tập này, ok? Within 5 days time, ok? Within. Nó y chang cái kiểu nói là 2 weeks notice mà không có apostrophe, ok? Within 5 days time, hả? Người ta sẽ nói như vậy. You gotta finish your homework, ok? Trong cái thời gian của 5 ngày thì mình sẽ nói là within 5 days time. Không ai nói là 5 days apostrophe time cả. Thì cái kiểu này nó cũng y chang như vậy. À, trong vòng 2 tuần hay là 3 tuần. Còn nó cũng có một cái kiểu nói là 2 weeks of notice. You have to give me 2 weeks of notice. Thì nó ra cái kiểu một cái ý nghĩa không biết, tôi nghĩ để làm sao để tôi giải thích, ok. You have to give me 2 weeks of notice. Ok. Nó có một kiểu như vậy đi. Khi mình cho nó ra một 2 weeks of notice thì nó mang có ý nghĩa là làm sao? Cái thông báo này nó phải có một cái sự xuyên suốt nằm ở trong đó, kéo dài ra 2 tuần mà người ta phải được alert, xuyên suốt trong cái thời gian 2 tuần đó, người ta phải biết về cái điều mà mình muốn nói cho người ta, ok. Alright, còn khi mình nói 2 weeks mà không có apostrophe notice á, nó đơn thuần nó nói là cái notice này phải trong vòng 2 tuần, phải nằm ở trong 2 tuần trước. Ok. Có nghĩa là hôm nay mình xin cái gì đó mình đưa ra 2 tuần sau mình mới cái những cái gì mình yêu cầu ở trong cái notice đó nó mới được thực hiện. Thì mình sẽ nói là 2 weeks notice. Ok, we need 2 weeks notice if you muốn làm gì đó, ok. I have already give you 2 weeks of notice. Okay. Ví dụ người ta kêu là ồ, cái yêu cầu của bạn đã bị tôi deny rồi. Tôi không có, bạn không được quyền làm cái gì đó. Cái xong mình nói what? I have given to you 2 weeks of notice. Ok. Lúc đó người ta sẽ nói là như vậy. Ok. I have given to you 2 weeks of notice. Tại sao tôi không được làm như vậy? Tôi đã đưa cho ông cái thông báo 2 tuần rồi. 2 tuần như vậy rồi. Thì cái đó là cái sự khác biệt hơi một chút, difference, ok? But I don't know how to find a better way to explain it to you, but there's a slight difference between how to use them, okay? Thì theo tôi đó là khi mình dùng cái chữ notice, ví dụ 2 weeks notice, cái 2 weeks á, nó chỉ represent là cái period, ok, là 2 tuần. Rồi người ta dùng nguyên cái đó là một adjective modify cho cái chữ notice. Alright. Còn 2 weeks of notice á, là một cái notice mà nó mang tính chất là nó được thông báo trong nguyên 2 cái tuần này. Đó. Cái cách đó là cái cách gần nhất mà tôi có thể giải thích được cho là sự khác biệt thôi. You understand? 2 weeks of notice, nó là một cái notice mang tính xuyên suốt của 2 cái tuần. Ok. Là thí dụ tôi notice ngày nào tôi cũng notice, thí dụ vậy, tôi giải thích như vậy cho nó dễ hiểu, ok. Tính xuyên suốt có nghĩa là gì? Cái notice này nó có hiệu lực nằm trong xuyên suốt 2 cái tuần. Alright. Thì người ta sẽ nói là 2 weeks of notice.
Còn mình nói 2 weeks notice mà không có apostrophe s ấy, nó đơn thuần nó chỉ là một cái adjective, nó bổ nghĩa cho cái loại notice gì. Loại notice này mang tính chất của 2 tuần phải thông báo trước. Đó. Alright. Còn tùy theo cái content, tùy theo cái context mình nói trong trường hợp nào thì mình sẽ dùng cho nó đúng. Okay, here I found something really interesting for you to read, okay? Ở đây người ta nói nè. Use apostrophes in phrases such as 2 days time, 12 years imprisonment, and 6 weeks holiday, where the time period 2 days modifies the noun time. But not in 9 months pregnant or 3 weeks old. See? Bạn thấy không? Khi mà người ta nói là 3 weeks old, người ta đâu có apostrophe s, hoặc là 9 months pregnant. Why? Tại sao? Where the time period is adverbial, modifying an adjective such as pregnant, in doubt, task with a singular such as 1 day's time, 1 month pregnant. Okay. So, what they're saying is that it's okay, it makes sense for you to use apostrophe rồi s á, khi nào ở đằng sau nó là một cái noun. Ok. Còn đằng sau của nó là một cái adjective thì mình lại dùng cái adverb, cho nên mình không cần apostrophe s. Hoặc là, nhưng mà cái này là cái khía cạnh này người ta đang giải thích chỉ một phần thôi. Ok. Rồi nếu như mình nói là 1 day time, 2 days time thì tôi nghĩ nó là một cái together, nó sẽ make một nó có những cái mà mình có thể giống như mình tưởng tượng là mình đóng đông nó lại thành một cái cục, mà cái cục đó nó có ý nghĩa là như vậy, mình mới mang nguyên cái cục đó mình nhét vô để mình làm thành một cái adjective bổ nghĩa cho một cái noun, thì tùy theo cái context nó make sense just fine. Ok. Rồi người ta còn nói nữa là thật ra không có một cái luật gì chắc chắn mà mọi người đều biết là phải dùng cái gì như thế nào cả. Tất cả là đều do cái writing style và do cái thói quen của người dùng. Ok. Vậy khi viết lại là you have to give me 1 week of notice before moving to the United States. Yes, you can write like that. Okay. But when you write 1 week's notice and then I think không có ai viết như vậy. You have to give me 1 week of notice before moving to the United States. Trời ơi. Không ai dùng chữ of the notice hết. Okay. Week of notice, chứ không ai nói là week of the notice. All right. Now I want to read a little bit more, see that's what's so interesting about apostrophe s. Vậy thì boy phải nên đọc lại kỹ lại cái luật ha.
À, nó có những cái content á, mà cái apostrophe S và dùng chữ of là hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa. Alright. Chừng nào mà mọi người I don't know, chừng nào mọi người mà rành về grammar đó thì nên đi tìm những cái article đọc passive voice và dùng chữ of, ok? Khi nào mình dùng như thế nào thì nó sẽ mang ý nghĩa gì? Đổi lại như vậy được không? Đổi lại như thế nào? You have to give me a notice. One week before moving on. Được. You have to give me a notice one week before moving on. Before moving to the United States. Okay? Yes, you can do that. Okay, I'm gonna give you another one. Có ai nghe được cái bài hát mà 12 Days of Christmas bao giờ chưa? Có ai biết cái song đó không? 12 Days of Christmas. Trời, tôi hỏi mà sao không ai trả lời gì trời. Bị gì vậy? Chưa nghe hả? From the very first day. Chưa nghe. Ok, chưa nghe thì type cái chữ đó ra, 12 days of Christmas. Ok, so người ta nói 12 days of Christmas là gì? Là cái Christmas nó trải dài ra 12 ngày. Ok. Chứ người ta không có nói là Christmas 12 day. Ok. So you make sure cái sự khác biệt giữa sử dụng chữ of và chữ s, okay? 12 days of Christmas. Okay. Không ai nói là Christmas of 12 day. 12 days. Alright. Hoặc không có ai nói là 12 days apostrophe Christmas cả. Không ai nói là 12 days apostrophe Christmas. Okay, nobody say that. Bởi vì sao? Tại nó có sự khác biệt nằm trong đó mà người ta không dùng nó. Okay. But anyways, khi nào có thời gian các bạn đánh vô how to use apostrophe, okay? Bạn sẽ đánh cái này vô ha. Xong bạn sẽ tìm nhiều cái article bạn đọc về nó, nghiên cứu kỹ về nó. Okay, even native speaker hay even những cái nhà linguistics sometimes họ cũng disagree về những cái cách dùng tùy theo trong cái trường hợp nào, okay? Thì nó có nhiều, nói chung là người ta sẽ accept những cái cách dùng thông thường mà most people sẽ dùng. Mà khi nó thiên về cái gọi là controversial issue á thì cái đó là tùy theo cái người chấm điểm cái bài của mình thôi. Nếu mà người ta cùng quan điểm với mình, người ta sẽ chấp nhận, mà người ta không cùng quan điểm, người ta sẽ crush cho nó sai, ok? Apostrophe thì đó, cứ đánh lên trên cái mạng á là đi tìm ra thôi. Ồ, tôi bị type sai hả? Ok. My spelling is bad. Nhưng mà cứ đánh lên Google nó sẽ correct spelling cho mình. Mình không có sợ ba cái vụ đó.
Rồi bây giờ mình đi qua cái câu kế tiếp. Okay. Again, once again, I do not go straight to the point when I explain. Okay. Once again, I did not. Okay, người ta không có nói là I do not. Once again, I did not go straight to the point when I explained. Ở trong đây á, mình phải dùng ở thì quá khứ. Tại sao? Tại sao mình không dùng present tense? Nào, nếu mà bây giờ vẫn vậy, tại sao mình dùng cái chữ once again? See? Bởi vì bạn bị lòng vòng ở mấy cái vụ mà bây giờ vẫn vậy với hồi xưa cũng vậy. Tại sao mình dùng chữ once again? Once again có nghĩa là một lần nữa. Mà khi nào mình dùng once again? Tại vì nó đã xảy ra rồi, nó bị làm thêm một lần nữa. Right? Cho nên là mình phải dùng thì quá khứ ở đây. Bạn bị lộn với cái cách dùng khi mà mình state. I usually don't go straight to the point when I explain. Okay, câu đó thì okay. Nhưng mà tại vì bạn ném cái câu mà once again vào trong đó, cho nên là bạn mới thấy cái là sự quan trọng của cách dùng từ ở trong câu. Okay. Từ ngữ mình dùng ở trong câu nó sẽ đưa ra những cái khía cạnh, những cái gì mình muốn nói, những thời điểm mình nói, nó đưa ra rất, nó nói cho mình rất là nhiều cái sự khác biệt ở trong đó. So, be careful. Okay. Trong những cái đó. Hold on. Okay, no problem. I told my mom to bring home some cơm rượu á, biết không, cơm rượu. But she forgot. So she's saying she forgot. So sorry about it. Câu số 4, living. The living standard is quite high in the United States compared with in Vietnam. Okay. Câu này có nhiều lỗi lắm. Okay. Take a look at it. The living standard is quite high in the United States compared with in Vietnam. Rồi một người thì nói là phải viết là compared, là phải là ed ha. Still wrong. Gà sửa cho câu kiếp câu này. The living standard in the United States is quite high in comparison with that in Vietnam. Okay. Vẫn sai. Okay, with that. Okay, bạn Mirror nói là beside something ở cái chỗ with that. Comparison có cần thiết không? Okay. Nó có hai cái cách nói. In comparison là nếu mà trong cái sự so sánh đó, thì mình so sánh ra như vậy. Okay, với cái kia. Thì no problem with that. Okay, mình có thể nói là compared. Okay, no problem, huh? Compare có nghĩa là if it is compared. Rồi, tôi không có nói cái câu kế tiếp. Mọi người đi tìm ra tại sao nó sai, okay? Now, ở trong đây mình nói một cái câu the living standard in the United States. Khi mình dùng chữ the ở đây nè, để ý nha, khi mình dùng chữ the thì mình nói là cái the living standard nó nằm ở trong cái khu vực United States. Okay, it's quite high in comparison to that in Vietnam. Okay, chữ with này mình sẽ đổi thành chữ to. Okay, you compare to hoặc là compared to. Nhưng mà bạn thấy là khi bạn dùng chữ the thì nó sẽ ra như thế này. Cái living standard,
cái loại này là cái loại living standard ở ở United States đó. Mình compare với cái loại living standard của người American in Vietnam. Okay? You understand? Khi mình dùng chữ the living standard đó, nó sẽ ra hai cái nghĩa. Cái nghĩa là mình đang compare cái living standard của người Mỹ ở nước Mỹ và cái living standard của người Mỹ ở nước Việt Nam. Lúc đó mình sẽ dùng chữ the như thế này thì nó ra cái nghĩa như vậy. Còn khi mình chỉ nói về cái tiêu chuẩn sống của người Mỹ thì nó quá cao nếu mà mình so sánh với cái tiêu chuẩn sống của ở Việt Nam. Okay, so you're gonna say living standard in the United States. Okay, living standards. Okay, nó có nhiều cái standards, right? Living standards in the United States. Bây giờ mình sẽ dùng chữ R, quite high. Tại nó nhiều, có nhiều cái standard, right? Let me see. Ở trong đây thì tôi sẽ nói là compared to. Alright. Compared to that in Vietnam. Okay. Tại mình nói là in chỗ này thì nó phải compare to in cái chỗ kia để cho nó có một cái cấu trúc song song giống như là nhau vậy. Alright. Living standard in the United States are quite high compared to that in Vietnam. Rồi, mình có một cái này mình cần lưu ý với lại mọi người khi mà mình ăn cắp những cái mẫu câu và mình sửa thành cái câu của mình. Ok. Khi mình ăn cắp những cái mẫu câu đó mà mình sửa thành theo cái ý của mình đó, bạn phải để ý là khi mình sửa theo ý của mình nó không còn đi với cái ý của cái người original người ta viết cái câu đó nữa. Thì có những cái nó có những cái sự khác biệt ở trong cái nội dung mà người ta muốn nói cho nên nó sẽ bị sai. Alright. Standard là số nhiều. To those. Okay, to those in Vietnam. Sửa thành those. Cho nó thành cái chữ standards. Ok, so lúc mình lấy cái mẫu câu của người ta mà mình đổi cho nó thành cái mẫu câu của mình đó, nó có thêm một trở ngại là mình phải coi cho nó kỹ coi nó có hợp với những cái điều mình nói hay là không. Ok. Alright. Chắc phải có bài tập về comparative và superlative. Trong câu này thì mình nói là quite high có nghĩa là quá cao đối với cái kia chứ ở đây thì thật ra mình không có compare là cái nào nó cao hơn cái nào mà it's more like một cái nhận định ha. Kêu một cái living standards in the United States are quite high compared to that to those in Vietnam. Là mình thấy những cái living standard của người Mỹ nó khá là cao so với những cái living standards của người Việt Nam. Rồi khi bạn nói là mình không có nói quite higher. Ok, nếu mình nói là are higher thì ok. Are higher than those in Vietnam. Ok, mình không có nói are quite higher. Alright. So, nếu mà mình chỉ nói giống như là một cách thông thường là cái living standard của nước này nó cao hơn cái living standard của nước kia thì mình sẽ nói là are higher than those. Ok. These are higher than those.
Number five, each other. Okay, I wish I have a sister. Câu này mới vô đã sai rồi đấy, thấy không? I wish I have a sister. Comma, and I can wear each other's clothes. Oh my god, cái bà này bà viết gớm quá. Cái bà này chắc phải học rất là nhiều nữa, okay? Now, I wish I had a sister. Okay? I wish I had a sister. So we could. Okay, tại tại vì mình đang wish mà, right? So we could share our clothes. Vậy thôi nghe, không ai nói so we could wear each other clothes. It sounds kind of Vietnamese version, okay? We could share our clothes. Để chúng tôi có thể sử dụng quần áo của nhau đó, thì nó tên là nó thì nó có nghĩa là so we could share our clothes. Okay? Nghe câu gớm quá nhỉ. I wish I had a sister so we could share each other's clothes. All right, so you only need to say so we could share our clothes. Okay, that's it. Vậy thôi là đủ ý nghĩa rồi, okay? Nhưng mà lỡ có một cái sister nó nhỏ xíu làm sao mà share clothes của nó được? Chơi với búp bê hả? Lấy quần áo của nó mặc cho búp bê hả? Now, number six. Number six. Khổ lắm. Tùy theo cái chỗ mà kiếp sống á. Cái chỗ mà tôi sống á, không bao giờ nếu mà đợi mà mặc quần áo mà rách mới mới đi mua đó thì suốt đời mặc quần áo cũ. Tại vì á, đồ nó không chịu rách gì hết, giặt hoài mà nó cũng không rách. Mà khổ một cái nữa là nhiều khi mình mặc một cái chiếc áo nào nó lâu ngày mình thích chiếc áo đó hoặc thích cái quần đó, mình không muốn giục luôn vậy đó. Ok. mà rất là khổ nữa nha. Ví dụ như bây giờ mình mua đồ nhiều quá thì mình không có chỗ để. Mà mua đồ ít thì nhiều khi mình cứ mặc đi mặc lại có nhiêu đó thì nó cũng nhàm chán, especially nếu mình làm những cái công việc là ngày nào mình cũng phải gặp người khác. Như thế. Ví dụ ngày nào mình làm đi đâu cũng có mình thì mình không sợ, hoặc là gặp người học hoặc là gặp cái người mà mới liên tục đó thì mình không sợ mặc lại đồ cũ. Nhưng mà có những cái công việc đó mà mình hay gặp người ta gặp hoài ngày mà ngày nào cũng mà bận đồ giống giống nhau như vậy thì nhiều khi nó hơi kỳ kỳ ha. Now number six, less than the maximum days. The maximum days for getting absent class are less than 3 days in each tutorial class. Oh my goodness. Tôi đọc xong cái câu này tôi chả hiểu cái gì hết. Let me see, okay? The maximum days for getting absent. The maximum days. Những ngày mà cao nhất. For getting absent. Absent class are less than 3 days in each tutorial class. Oh my goodness, I don't understand. What do you want to say? Keep muốn nói gì vậy? Giờ đoán nghe. Kiếp có muốn phải kiếp muốn nói là có phải mỗi tutorial class thì chỉ được phép nghỉ tối đa là 3 buổi đó.
Tại sao không dịch theo vậy đi? Tại sao mỗi tutorial class thì chỉ được phép nghỉ tối đa là 3 ngày? Mà lại dịch theo cái kiểu là the maximum days for getting apps in class are less than 3 days. Tối đa là nó include luôn 3 ngày nha. Còn less than 3 days là chỉ được có 2 ngày thôi à. Alright. Ok rồi, bà con sửa đi kìa. Khiếp muốn nói là mỗi cái tutorial class mình chỉ được phép nghỉ tối đa là 3 buổi thôi. Ok. The maximum days for getting absent. Oh, không có ai nói là for getting absent cả ha. To be excused from cái gì đó thì ok. Ok. Hoặc là to be absent. Ok. Tối đa là at max hoặc là maximum allowed or permitted. Okay. Ok. Bà các bạn có sửa được cho Keep được chưa? Bây giờ câu này là câu của tớ sửa nha. Bà con sửa đi, tớ sẽ type nó ra ha. Rồi, có một cái này nữa mình cần lưu ý các bạn ha. Mình không biết cái bạn keep này bạn muốn nói cái chữ tutorial class này là bạn mean là cái gì. Cho nên mình giữ nguyên cái tutorial class này ha. Nhưng mà mình biết chắc là keep không có hiểu cái từ này. Ok. Bạn nhớ là cái adjective của bạn dùng đó nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Ok. Nếu mà tutoring class thì cái class này nó dùng cho cái mục đích là tutoring, ok. Cái purpose của nó là dạy bạn để bạn đi dạy người ta thì nó gọi là tutoring class. Ok. Còn tutorial class á thì nó là dạy cho bạn một cái gì đó. Tutorial class là nó dạy cho bạn một cái gì đó. Bởi một cái người instructor nào đó. Ok. Tập làm cái tutoring đó. Ok. Yeah, tập làm cái tutoring là mình sẽ nói là tutorial class là một cái class mà nó dạy về tutorial skills. Let's say like that, okay? Tutorial class là một cái class nó dạy về tutorial skills. Còn tutoring class là cái class mà nó dạy cho nó dạy cho mình nó cho cái mục đích tutoring.
Maximum absent times. Maximum absent times. Absent times, tại sao phải có S trong đó? For each tutorial class is 3 days. Okay, you only allowed to be absent 3 days in a tutorial class. The maximum absent time, đâu, sửa lại ở dưới đâu, for each tutorial class are 3. The maximum absent times. That's funny. Cái câu của gà mà sửa lại nó nghe kỳ quá. Who else? Tigon viết là you only allowed to be absent 3 days in a tutorial class. Okay. Câu của Tigon almost very close to mine, but mine's a little bit different. Okay. 3 times thì đúng hơn. Câu của Keith phải dùng từ less than, nhưng mà Keith, nhưng mà Keith nói sai rồi. Hồi nãy tôi đã nói dùng chữ less than là bị sai. Tại hồi nãy câu tiếng Việt á thì Keith nói á, là cao nhất là 3 buổi, nhưng mà khi mình less than có nghĩa là cao nhất á là 2 buổi thôi. Tại vì phải less than 3 buổi mà. Keith có hiểu được tiếng Việt không? Ít hơn 3 buổi thì nó sẽ là 2 buổi chứ không thể, hoặc là 2 buổi rưỡi chứ không thể nào là 3 buổi cả. You are allowed to be absent the maximum 3 days each tutorial class. Chưa ổn, chưa ổn. Ok. Rồi, từ nãy giờ thì chỉ có cái câu của Tigon thì còn nghe ok hả? Huh? You can only absent 3 times in a tutoring class. You can only absent? Chứ absent này nó không phải là một verb. Thì làm sao chúng ta có thể nói là you can only absent được? Trời ơi. Bà này bà học tiếng Anh là bao nhiêu lâu rồi, bây giờ bà còn hỏi thì khả nữa. Thôi còn ai thử muốn, còn ai muốn try nữa không? Mình phải try rồi mình mới học được chứ. Okay. Dấu chấm hay ha. Only 3 absences are allowed in the school year or in tutoring class. Okay.
Nếu mà bạn muốn nói rõ hơn, thí dụ trong vòng 1 năm bạn được nghỉ 3 ngày thì bạn viết như vậy. Còn thí dụ bạn không cần phải nói rõ cũng được. Khi mà người ta biết là trong cái class đó mình chỉ được, thì doesn't matter how long it takes, bạn chỉ được nghỉ 3 ngày thôi. Okay, you have maximum 3 days for absence in each. 3 days for absence. This is a funny way to say, okay? You have maximum 3 days. You have the maximum of 3 absences in each tutorial class. Okay. Right. Up to 3 days. Mình nói là the max thôi thì nó cũng ra cái max rồi ha, mình còn up to 3 day thì cũng được. Up to 3 day có nghĩa là được maximum 3 ngày luôn. The maximum of 3 absences are allowed in a tutoring class. Okay. Right. Đến câu của mình nghe. Bây giờ mình giữ nguyên vẹn cái chữ tutorial class, một cái nào của keep, okay? 3 days is the maximum for you to be excused from attending a tutorial class. Okay? Thì cái chữ for you này bạn có thể skip nó, bạn không cần nói. Okay? 3 days is the maximum to be excused from attending a tutorial class. Khi mà mình được excused có nghĩa là mình được cho phép nghỉ. Alright. Xin là đổi cái câu của key patient rồi. Mình phải đổi cái câu của key patient để nghe cho nó có mùi Mỹ, mùi cheese ở trong đó, còn giữ lại nhiều quá nó công nó sặc mùi nước mắm. You, hoặc là mình nói you can only be excused, okay, 3 days max from cái gì đó. Rồi bạn có thể nói chữ max này người ta cũng biết ha, max này là maximum, okay, chứ mình không cần phải viết maximum ra. I think bây giờ cái chữ max này người ta cũng xài very often, okay? Especially trong văn nói, người ta hay xài chữ max chứ người ta không có nói là maximum. Alright, next one. Theo tớ đó, thì khi bạn các bạn sử dụng câu đó, các bạn có thể đặt ra những cái câu dùng để nói cũng được, okay? Nhưng mà khi bạn viết á, thì cái văn viết nó khác với văn nói, ok? Cho nên là mình cũng phải để ý cái vụ đó, ok? Tại sao 3 days lại is or are? 3 days nó là một cái amount bạn. Ok, 3 days is an amount. Ok? Mình muốn nói ở đây là cái tổng đó, cho nên mình sẽ nói là is. Alright. Cái này hôm bữa xin là cũng nói cho bạn nghe rồi mà. Right. Khi bạn mean những cái này nó phải đi chung với nhau. Thí dụ hôm bữa xin là đưa cho cái ví dụ là gì, eggs and bacon. You remember that? Egg and bacon is my favorite breakfast. Right? Egg and bacon is my favorite breakfast. Và mình nói egg and bacon are my favorites. Okay? Có nghĩa là gì? Hai cái món này đi chung với nhau thành một món ăn điểm tâm cho tôi, đó là tôi thích nó. Còn cái kia là mình nói về individual, là cứ món này với món kia là những cái thứ mà tôi thích. Alright. So depends cái on cái context của mình nó như thế nào thì mình sẽ dùng sao cho nó đúng, ok? Now. Bạn này dùng chữ open, do not open the textbook when you take the final exam test, please. Okay. Khi cái câu này của bạn nói ra đó, người ta vậy thì có nghĩa là nếu bạn không take cái final exam là bạn có quyền mở sách đúng không? Bạn chỉ không mở sách
khi bạn take cái final exam thôi. Còn take mấy cái test khác là được quyền mở sách, right? Alright, so cái câu của bạn nó có nghĩa là anh vậy đó. Do not open the textbook when you take the final exam test. Please. Ok, so câu này nó cho người ta liên tưởng là mình được quyền mở sách. Ok, ở những cái test khác ngoại trừ cái final exam. Ok. Do not open the textbook when you taking hoặc là during the final exam. Ok. Rồi, mình không có nói là exam test. Ok, final exam itself is a test. Yeah. Final exam itself is a test. Ok. Đây là những cái lối gọi là wordy. Wordy, mình giải thích nhiều quá đi. Alright. Ok, now bài final exam nó gọi là gì ha? Bài thi cuối học kỳ đó phải không? Kiểm tra cuối học kỳ đó. Còn trắc nghiệm nó gọi là multiple choice. Let me see. Window. Okay. I usually sit next to the window and look at the moon or the stars in the sky when I have no motivation. Ôi, mấy cái câu này nghe sao nó kỳ cục quá à? Sao ai đi nói mấy cái quỷ này nha. Alright. I usually sit next to the window and look at the moon or the stars in the sky when I have no motivation. Okay. Bạn còn thấy cái chỗ nào mà nó có trăng với có sao nữa không ngoài cái bầu trời bạn? Ừ, bạn có thấy trăng với sao nó còn mọc được ở ngoài chỗ nào ngoài cái bầu trời không? Nếu mà bạn không còn thấy nó mọc ở chỗ nào khác thì ở trong đây nó không có, nó không cần phải nói. Nó có những điều mình nói nhưng mà có những điều mình không cần nói. Đấy. Bởi vì mình nói mình thấy nó dài dòng quá. I usually sit next to the window. So mình sit next to the window. Thí dụ mình sit by the window chứ. Mình sit next to the window thì nó cũng có một cái ý nghĩa riêng. Nhưng mà nếu người ta nói, người ta sẽ nói là sit by the window chứ không ai nói là sit next to the window. Nếu bạn nói bạn sit next to the window is like cái window nó là một cái thứ gì để cho bạn kề cận. Nó là một cái thứ gì mà giống như là bạn thích ngồi chung với nó vậy đó. Alright. I gazed at the moon and the stars. Okay, through the window. Có nghĩa là tôi ngắm đó. Gaze có nghĩa là nhìn một cách chăm chú. Okay, thì gọi là gazed. Còn bạn chỉ muốn nói là bạn look at, có nghĩa là bạn nhìn thôi, ngắm nhìn. Khi mà look thì là ngắm nhìn, mà gaze có nghĩa là nhìn, mà nhìn coi hành tinh của mình đang ở đâu vậy đó. Ví dụ như hai anh chị mà mới yêu đương nhau đó thì thường thường sẽ gaze at the stars. Okay. Giống như là hành tinh của em ở đâu, hành tinh của em kế bên nghe hành tinh của anh kìa đó, thì hai người lúc đó là sẽ là gazing. Ok. Now câu kế tiếp là gì? When I have motivation and look at the moon or the star in the sky.
Hãy bỏ cái chữ in the sky đi ha. I usually sit by the window. I usually sit by the window. To look at, okay. To look at the moon and the stars. Okay. Mình không có or the stars. Tại vì bạn mà bỏ chữ or ở trong đây nghe very funny. Alright. Thường người ta nhìn, người ta ngắm trăng và sao, chứ không ai ngắm trăng hoặc sao cả. Trong tiếng Việt bạn có nói vậy không? Tôi thường thường ngắm trăng hoặc sao ban đêm. Trăng và sao thì nó đi với nhau, nhìn đôi khi là mình biết là nó không có trăng nhưng mà nó lại có sao, ví dụ như vậy. Rồi cũng có đôi khi nó chỉ có trăng thôi mà nó không có sao, nhưng mà khi mình nói thì nó sẽ là trăng và sao. Ok. I usually sit by the window to look at the moon and the stars. So when you have no motivation, or when you're feeling sad, or when you're feeling lonely, or when you're feeling bored. Okay. So when you have no motivation, tự nhiên mình nói when mình có no motivation what? For what? Right? Khi tôi không có cái motivation, với người ta sẽ có cái câu hỏi ngay trong đầu là motivation gì ta? Tự nhiên cái mình không có nói trống quơ trống quắc như vậy. Ví dụ I have no motivation for doing this and doing that. Ví dụ như vậy. Ok. Vậy thì cái câu này mình có thể đổi là when I am cái gì đó. Okay, I am feeling sad when I'm feeling lonely, when I am bored, when I am alone. Okay. Ôi trời ơi. Thôi còn bà Hạ Cát này suốt ngày bà không có ngắm trăng ngắm sao gì đâu. Bà suốt ngày bà ngắm mấy cái forum của bà, tiếng Anh của bà, để coi coi người nào làm bài hay chưa, rồi người nào chưa làm bài, chứ không bao giờ bà ngắm trăng mới ngắm sao cả. Okay, next one. Heavier có nghĩa là nặng hơn. Heavier. This package is heavier than that one. Okay. This package is heavier than that one. Câu này thì okay. All right. Now, number 10, clear. He gave me clear and precise directions. How to borrow the money with a lower interest rate from the commercial banks. Okay. Now, mọi người ngó cái câu này ha, and then trying to see what's wrong with this. He gave me clear. He gave me clear and precise directions. How to borrow the money with the lower interest rate from the commercial banks. Okay. Clear and precise có khác nhau không? Chữ precise có nghĩa chính xác, chữ clear là rõ ràng. Yes, they are different. Cho gọi vào Skype hả? Okay. Cho tớ xin 200 nghìn nhé. Rồi
Hỏi đi. Ừ, thì dám cho tớ đi là tớ sẽ xài được thôi. Tà Linh có muốn cho tớ 200 nghìn không? Cứ hứa cho đi là tớ sẽ xài. Sợ không dám là thấy chưa, cái tội hỏi. Thôi được rồi, nghe chưa? Dạ, con nghe rồi thầy. Ok. Nào, khi mình nghe một người nào cho mình một cái gì đó, directions thì nó thuộc về phương hướng. Ok. Mình chỉ đường dẫn lối thì nó cũng là directions. Ok. So he gave me clear and precise directions. Theo tôi ở trong cái câu này nó phải là instruction thì đúng hơn. Instructions có nghĩa là chỉ cho mình làm những cái gì 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 đó. Thì chứ nó không có đúng theo cái sense của directions. Okay. Point me in the direction. Point me in the right direction. Có nghĩa là chỉ cho tôi đúng cách làm một cái gì đó thì là được. Nhưng mà he gave me clear and precise directions thì mình có liên tưởng giống như chỉ đường cho mình đi vậy đó. Ok. So he gave me clear and precise instructions. How to borrow the money? How to borrow the money? How to không có borrow the money mà mình sẽ nói là make a loan, okay? How to get a loan? How to get a loan with a lower, chứ không phải the lower. Gave me clear and precise instructions how to get a loan with a lower interest rate from. Commercial banks. Giống người nói tiếng Anh hơn là câu này là người ta vẫn hiểu mình. Nhưng mà nó luồn thuộm quá, nó dài quá. Okay. Now next one, the next. Okay, the next chapter. We will in the next chapter. Mình không nói là the next chapter, okay? Mình sẽ nói là in. In the next chapter, we will learn how to mobilize the capital effectively and efficiently for companies. Okay. In the next chapter, we will learn how to mobilize the capital of a company. Okay, nếu mình nói vậy ha. We will learn how to mobilize the capital of a company effectively and efficiently. Chấm hết. Okay, in number
Number what? Number two, a notice. A notice about exchange rate factors. A notice about exchange rate factors. What do you mean by exchange rate factors? Có nghĩa là những yếu tố của tỷ lệ hối đoái á thầy, Mà tại yếu sao người tố ta lại ảnh có hưởng một đến exchange rate. cái exchange rate, I know, but then when you put exchange rate factors là những cái factor nó ảnh hưởng đến cái exchange rate. Trong cái câu này dùng như thế này thì nó hơi kỳ cục. A notice about exchange rate. A notice about changes in exchange rate. A notice ở trong đây là dịch theo cái kiểu là một cái bảng thông báo đúng không? Cái tờ ghi chú á thầy giống như là mình take notes. Giống như là take notes hả? Hay là là chú ý hả? Giống như mình Ý ý của take note to review á thầy. hoàn toàn không có nghĩa gì về vậy hết á. Bởi khi tôi đọc cái câu này á thì tôi tưởng đây là một cái thông báo về cái sự thay đổi của cái exchange rate. Ok. Ở ở cái kia nó là take notes, còn cái này nó là notice, hai cái khác nhau. Hoàn toàn khác với nhau. So taking notes of exchange rate factors helps me memorize them better. Chứ không có reminded me a lot. Okay. Rồi Nếu như mà cái chỗ này kép chuyển sang là cái notice này là cái bảng thông báo, tức là một cái bảng thông báo về cái những cái ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, thì làm cho tôi nhớ lại những cái bài học đã qua thì có đúng không ạ thầy? thì không thì sai thì nói là a notice of. Mình không có nói là a notice about nữa. Ok. Mà a notice of mình sẽ nói là a notice of changes in exchange rate. Changes. Ok. A notice of changes. In exchange rate. Reminds me of. Còn trong đây á, ý của Keep không phải là reminds me đâu, mà là helps you memorize, helps you remember. The lessons better.
So a notice of changes in exchange rate factors helps me memorize the lesson better. Okay. Memorize chứ không phải là memories. Okay. Memorize. Rồi cái chữ against, against có nghĩa là ngược lại, okay, với cái gì đó, chống lại với cái gì đó. The exchange rates appreciate against with dollars. Ồ, tôi chả hiểu câu này nói là gì. Sao, tại sao lại dùng chữ appreciate này trong đây? Appreciate ở nó còn có nghĩa là tăng giá nữa thầy. Nó ở trong finance của Kiếp học thì nó là tăng giá thầy. Appreciate and depreciate. Depreciate, appreciate ở trong finance á, thì nó có nghĩa là không phải tăng giá mà nó có nghĩa là giống như là Cái nó đồng tăng, nó có giá tăng trị tăng cái hơn. giá trị. Dạ. Nó có giá trị hơn chứ nó không có nghĩa là tăng giá. Yeah. Ok. Rồi sao mà against with dollars là cái gì vậy? Tức là nó tăng cái tỷ giá hối đoái này thì nó tăng nhưng mà nó tăng chống lại cái đồng dollars, tức là cái đồng này nó bị depreciate đó thôi. Tức là cái đồng nào? Cái đồng dollars này nó sẽ bị depreciate. Nó sẽ bị depreciated. Yep. Cái exchange rate. Vậy là trong cái câu này keep có một cái sự sắp đặt ý nghĩa bị sai rồi. Theo tôi nghĩ là Kiếp muốn nói là cái sự thay đổi hoặc là cái tỷ giá trao đổi đó nó có cái chiều hướng làm cho cái đồng dollars nó bị giảm giá đúng không? Dựa trên cái tỷ giá hối đoái đó. Right? Dạ, Nó cái tỷ có giá cái hối đoái mà tăng thì cái đồng dollars nó sẽ bị giảm ạ. Nó giảm về giá trị của nó. Tỷ giá hối đoái tăng nhưng mà tự nhiên mình nói tỷ giá hối đoái tăng không ai biết là cái gì cả. Tỷ giá cái rate exchange của đồng gì và đồng gì mình phải nói nó ra thì người ta mới biết cái rate exchange. Tự nhiên mình nói cái rate exchange không, tự nhiên mình nói như vậy người ta sẽ ớ. Người ta ớ người người ta ra, người ta không biết là cái bà này bà nói gì cả. Ok. Ví dụ mình nói là the exchange rate of cái gì to cái gì. Ok. The exchange rate không có s. Ok. The exchange rate hoặc là mình nói là the exchange rates. Ok. Of US dollar to other currencies. Ok. Có nghĩa là tỷ giá hối đoái của đồng đô la với những đồng tiền khác. Ok. The exchange rates of the US dollars to of the US dollar to other currencies. Ok. Đối với những cái tiền tệ khác.
Rồi bây giờ ý của Kiếp nói là khi cái exchange rate, những cái exchange rate này mà nó tăng lên, có nghĩa là đồng đô la bị giảm giá đúng không? So với cái tượng Không có so. không, tức là trên cái biểu đồ hình vẽ giữa giữa supply and demand của cái exchange rate hai cái đồng này, nếu như mà cái xu hướng nó tăng lên thì nó sẽ làm cho cái the value of dollar sẽ decrease, sẽ decrease. Hồi nãy thì nói giờ lại qua cái biểu đồ. Cái exchange rate thì nó biểu thị trên cái biểu đồ cũng cũng được mà thầy. Yeah, nó biểu thị trên cái biểu đồ thì đó, tôi mới nói là vậy có nghĩa là khi mà mình thấy cái exchange rate của đồng đô la so với những cái đồng đô khác mà khi nó tăng thì có nghĩa là đồng đô la mất giá, có đúng hay là không? Đồng đô la nó sẽ Yes or Yes. no? Oh my goodness. Okay. Now, vậy thì mình sẽ nói nè. When the exchange rate of the US dollar to other currency increases. Okay. Ở trong đây không thể nào giữ chữ appreciate được cả. Bởi vì cái exchange rate themselves cannot appreciate, cannot, okay, cannot appreciate. Bởi cái giá tỷ giá hối đoái mà làm sao mà nó có giá trị tăng vọt được. Tỷ giá hối đoái nó chỉ là một cái number show ra cái ratio của đồng này và cái đồng kia thôi, nó show ra cái tỷ lệ của đồng này đối với đồng kia thôi. Nó đâu có đâu. Một cái tài sản nó có thể appreciate được. Kiếp có hiểu không? Ok. Tại chữ appreciate nó không có nghĩa là tăng giá, mà là nó có nghĩa là có giá trị hơn. Và mình phải biết phân biệt được cái sự khác biệt đó ha. Một cái nó có giá trị hơn, tăng lên, và một cái tăng giá lại khác. Thí dụ như một đôi dép, người ta tăng giá nó lên, ok, thì nó không có appreciate. Nhưng mà khi người nào cũng đi cẳng không không có dép hết thì mình có một cái đôi dép thôi đó, thì cái đôi dép đó nó sẽ appreciate cái value của nó lên rất nhiều, bởi vì ai cũng thích cái đôi dép mà chỉ có một đôi thôi, mà ai cũng không có dép thì tự nhiên cái giá trị của cái đôi dép đó nó sẽ tăng vọt lên. Ok. Nhưng mà ngược lại khi người ta bán dép, người ta đẩy giá cho giá dép nó cao lên thì cái đó lại khác nữa. Can you see the difference? Yes, so I should change the word appreciate To increase. to increase. Yeah. So mình sẽ nói là when the exchange rate of the US dollar to other currency increases. Okay. Phải một cái. The US dollar depreciates. Bây giờ thì mình lại dùng cái giá trị của đồng đô la. Ok. Rồi. Bây giờ mình muốn dùng chữ against, right? Thì mình sẽ dùng là như thế này. When the exchange rates of the US dollar compared against other currencies. Increases, okay. Có nghĩa là khi những cái tỷ giá hối đoái của đồng US dollar
mà được so sánh với những so sánh với cái chữ against ở trong đây nó có nghĩa là với đó, với những cái đồng tiền khác đó mà nó tăng. À, có nghĩa là sao? À, thay vì 10 đồng, một đồng US dollar đổi được một đồng yen đi, thí dụ như vậy đi, mà nó tăng lên thì có nghĩa là 2 đồng US dollar bây giờ mới đổi được một đồng yen. Understand? Ok. Rồi thì cái đồng dollar nó bị depreciate. Ok. Next one, a living will. Okay. A living will có nghĩa là một bản di chúc, right? Living will. Hôm qua khi đọc thì là khi thấy là nó cũng không phải hoàn toàn là một bản di chúc thế ạ. Bản di chúc thì là cho người thân, còn cái này là cho bác sĩ, và bác sĩ có thể là dựa theo cái mong muốn của người bệnh là Thì đúng rồi, nó là bản di chúc đó, người ta gọi là di chúc đó. Di chúc không nhất thiết là phải chết thì mới được viết. Di chúc là một cái bản người ta có quyền viết khi người ta đang sống, và người ta có quyền ủy quyền cho bất cứ người nào. Thường thường tiếng Mỹ người ta không gọi là living will mà người ta sẽ nói là living trust. Ok. Còn living will tôi nghĩ là, ủa cái tiếng gì kêu to vậy? Nhà kiếp có ai đập cái gì hả? không ạ, thầy. Ok. Rồi, rồi nhớ nha, tiếng Mỹ người ta sẽ gọi là cái living trust. Còn cái living will thì tôi không biết là người Anh người ta có dùng không. Người Mỹ thì người ta dùng cái will là cái di chúc, cái living trust là cái mà người ta viết ra cho khi tôi chết đi, những người sau đây có quyền thay thế mặt của tôi để làm những chuyện mà tôi muốn. Thì nó gọi là living trust. Alright. Ồ, cái bà cu gấu này dốt tiếng Anh nhỉ? Vậy mà suốt ngày cứ đi theo người ta thì cứ xí soạn. Thiệt là dốt. Chữ Living Trust mà viết thành Living Trust. Khi bị bệnh đi nhà thương thì họ sẽ nói là có Living Will không đó thầy? Không có đâu. Đi nhà thương mà khi mình bị bệnh mà chết đó, người ta sẽ hỏi mình là có Do you have any will or do you have any living trust? Còn cái chữ living will á, thì khi mà tôi đọc á, nó là một cái di chúc đó. Ok. Nói chung hai cái này nó đều là di chúc cả, nhưng mà nó hơi slightly different thôi. Cái living will khi mà mình đưa cho ra đó, người nào thừa hưởng tài sản của mình đó, người ta bị đóng thuế. Trong khi đó cái living trust á, cái người nào được hưởng tài sản của mình đó, họ không có bị đóng thuế. Họ chỉ sử dụng cái đó thay cái quyền của người chết mà thôi. Rồi sau này đó người nào được hưởng cái gì bán quy ra tài sản, quy ra tiền bạc thì lúc đó mới phải đóng thuế. Alright. Thấy hôm bữa Kiếp đọc thì Kiếp thấy nó bảo là living will là cái người bệnh mà bệnh trước khi nặng á, trước khi qua đời thì họ có ủy thác cho người bác sĩ là những cái bộ phận trên cơ thể mình, người đó có cống, người đó có donate không á thầy? Ồ, cái đó cũng là, nói chung là chữ will này nè, có nghĩa là gì? Will là những gì mình sẵn sàng mình làm, những cái gì mình muốn làm, phải. Living có nghĩa là đang sống. Living will có nghĩa là khi, những cái will này là những cái will khi mình đang sống, mình muốn người ta làm sau khi mình chết. Ok. Mình chỉ cần nhìn vào cái câu thôi là mình đủ hiểu rồi, right? Cái will là cái gì? Cái will là những cái mà mình muốn làm thì nó gọi là cái will. Alright. Thì người ta mới gọi là di chúc đó. Di có nghĩa là để lại.
chúc có nghĩa là lá thơ, những cái lá thơ để lại nó gọi là di chúc. Rồi mình cứ biết là như vậy thôi. Living là được, là living là sống, mà will là những cái gì, gọi là ước nguyện, ok, mong muốn, những cái gì mình muốn làm khi mình còn sống thì nó gọi là living will. Thường những cái living will này chỉ được làm khi mà cái người đó người ta còn sống mà thôi. Còn di chúc á là tâm nguyện. Người ta cũng là tâm nguyện, nói chung là mấy cái chữ này cũng giống như nhau vậy đó, nhưng mà nó sẽ có cái difference, ok. Giống như tôi nói difference về gì, về mặt legal đó, different. Còn người ta muốn cho bác sĩ hay là người ta muốn cho cái gì, hay là anh em họ hàng nhà họ, thì cái đó cũng là những cái will của họ thôi. Những cái người donor là thí dụ gì, người ta kêu là khi tôi chết đi tôi cho những cái này 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 bộ phận này của tôi, thì cái đó là cái will của họ, ok. So I don't see a big difference between cái cách sử dụng như vậy, ok. But anyways, tôi chỉ muốn nói cho cái sự khác biệt giữa cái living trust và cái will của mình, ok. Rồi ở đây mình viết là gì? A living will is a document that you give the power. Rồi bây giờ viết coi cái câu này nghe. A living will is a legal document stating your wishes regarding medical treatment that could be used to prolong your life if you were ever to be in catatonic. Là có nghĩa là cái living will là một legal document mà nó viết ra những cái ước nguyện của bạn về một cái cuộc trị bệnh nào đó, là bạn có muốn người ta kéo dài cái cuộc sống của bạn không, nếu như mà bạn bị thành người thực vật hay là bị rớt vào coma hoặc là bị cái gì đó, nói chung là vậy. Có những cái người mà họ không có muốn sống một cái cuộc sống như vậy, làm hại đến người thân của họ mệt, thì họ sẽ viết cái living will. Ok, đây chỉ là một cách giải thích thôi, ok. Còn keep thì keep nói là cứ ước nguyện của họ là họ muốn cho cái bộ phận nào của đó không, đó thấy không, nó đều là cái will cả. So you see that living will hay cái will gì cũng không cần luật sư, even living trust cũng không cần luật sư luôn, mình muốn viết thì mình viết, nếu mình có cái không có ai mà cần phải ra luật sư cả, mình muốn viết thì mình có đủ khả năng mình viết thì mình sẽ viết. Còn còn người luật sư á, thì người ta sẽ viết cho mình, bởi vì sao, họ rành luật pháp, họ biết viết như thế nào để cho nó hợp với cái luật. Alright, còn actually bạn muốn viết tự mình, bạn không có ai ngăn cản bạn cả, bạn chỉ cần viết và sau đó bạn đưa cho ba nhân chứng ký 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 vào đó. Một cái nào bạn viết bạn cũng phải có người ký hết nha, ít ít nhất là phải có ba người ký trên cái bản viết của mình. Alright. Ok, thì nói chung là chỉ cần hiểu cái chữ will thôi. Ok, will là ước nguyện, will là mong muốn, living là mình đang sống, những mong muốn khi mình đang sống mình muốn làm gì thì mình viết nó ra. Alright, chỉ cần hiểu vậy thôi. Rồi rồi bị sai gì ở đây? Ok, a living will is a document. See, bây giờ Keep đang viết lại một cái definition riêng cho Keep nè. A living will is a document, là một cái bản dựa bản gì kiện hả? Cái gì nó kêu là gì đó? Tài liệu A mà nó document không hả? Phải là tài liệu, trong đây nó không phải gì. Cái gì kiện đó? kiện ạ. Văn kiện, ok. A living will là một cái văn kiện,
That you give, mà cái văn kiện này bạn đưa đưa cái gì? The power for your doctor. No, mình không có give for. Okay. Bạn có thể legal document hay bạn nói là một cái document thông thường thì cũng vậy thôi. Thí dụ legal document thì nó rõ ràng ra là ồ cái bạn này mang tính chất pháp lý. Ok. Cái chỗ đó thì không có gì để mà sửa hết. Ở đây là mình muốn sửa những cái chỗ nào bạn này bạn nói sai. Ok. A living will is a document that you give the power. Ở trong đây bị dài dòng quá ha. A living will is a document giving the power to your doctor. Cái living will này nó đưa ra chứ mình đâu có đưa đâu. Mình là người viết cái will. Bác sĩ sử dụng cái will này để có một cái thẩm quyền làm những gì mình muốn. Okay. A living will is a document giving the power to your doctor. Hoặc là giving your doctor the power. Nếu như tôi biết, tôi sẽ nói là giving the doc your doctor the power. Okay. To what? Ở trong đây là your doctor about your physical health. Okay. Power mà about your physical health thì nó chả có nghĩa gì cả. Ok. Thì nếu mà mình viết là a living will is a document giving your doctor the power to cái gì đó. Ok. Thì bây giờ để điều trị theo cách bạn muốn, để làm những gì bạn muốn. To do what you wish. Ok. Ok chưa? Câu đó viết lại như vậy nha. A living will is a document giving your doctor the power to do what you wish. Ok. Nhưng mà chưa chắc nha, ở ngoài đời đó tùy theo cái chỗ đó. Có người người ta nói là thôi cho tôi chết đi, tôi không có muốn sống dài như vậy, cái bác sĩ tiêm thuốc độc hay gì đó cho bà chết đi, hoặc là rút rút cái bình thở oxy ra cho người đã chết đó, xong rồi bị kiện rồi bị phạm luật rồi bị lung tung đó. Even cái đó là cái will của người chết. Ok. Mà vẫn bị như thường à. Cái đó là phải tùy theo cái luật nó có cho không nữa. Ok, câu kế tiếp nè. Lesser than có nghĩa là ít hơn. Ok. Cái chữ less than thì nó có nghĩa là trừ đi. Ok. Ví dụ như là cái này less than cái kia thì là cái gì? Là cái kia trừ cái này. Ok. Ví dụ 5 less than 7 có nghĩa là 7 trừ cho 5. Cái okay. 7 trừ cho 5 thì gọi là 7 less than 5 less than 7 là 7 trừ cho 5. Còn lesser than có nghĩa là ít hơn. Ok. 1 plus 2 is lesser than 4. Ok, 1 cộng với 2 thì ít hơn 4. Thì nhỏ hơn 4 đó. Alright. 1 cộng với 2 là 3 thì tất nhiên nó sẽ lesser than 4. Ok, so good. Open-minded là đầu óc phóng khoáng phải không? Đầu óc thoáng. My teacher encourages her students to be open-minded about new ideas and experiences.
cái câu này á thì về grammar đó thì ok. Nhưng mà tôi nghĩ là nghe nó hơi kỳ cục quá. My teacher encourages her student to accept or new ideas hoặc là to welcome new ideas. Right. Còn cái chữ experiences, welcome new experiences, I don't think it makes sense, okay? It doesn't make sense. Để nói một người welcome new experiences, it's really funny, okay? Experience. So, open-minded. Okay. Nếu như tôi thì tôi sẽ nói là students should be open-minded about new ideas hoặc là new conceptions. Hoặc là students should be open-minded about new findings. Rồi cái câu kế tiếp nha, là cái câu chữ dùng chữ window sill. Ok. Windowsill. We should clean the windowsill every week to protect our health. Tại sao lại phải clean windowsill mà to protect Tại vì có bụi nó bẩn thì nó ảnh hưởng đến health? sức khỏe. Bình thường là mình should clean để mình có một cái better environment. Đấy. Còn mình chỉ clean seal không à, có chắc là mình sẽ protect được cái health của mình không? That's why it doesn't make sense. Right. We should clean the windowsill every week to have a better environment. Right. Rồi, heavily, heavily. Do not drive when you drink heavily. Okay. Đừng lái xe khi bạn uống nhiều rượu quá. Clearly. She lives in Vietnam and speaks English clearly. So, she motivates me in order to master English a lot. She lives in Vietnam. But, mình không có nói and. Bởi vì mình muốn show cái contrast ở đây nha. Mặc dù là cô ta sống ở Việt Nam nhưng mà cô ta nói tiếng Anh rất rõ ràng. Okay. She lives in Vietnam but speaks English very clearly. Okay. Nếu như tôi sẽ nói là she lives in Vietnam phải một cái but she can speak English very clearly. Okay. Rồi xong rồi mình viết qua câu kế tiếp ha. So she motivates me in order to master English a lot. Thì mình sẽ nói là she
is my inspiration. She is my inspiration. Thay vì nói chữ motivate, mình sẽ nói là she is my inspiration. Cô ta là cái người mà làm cho tôi phải làm cái này, phải làm cái kia đó, thì là she is my inspiration. To work on my English. Okay, to work on my English. Okay. She lives in Vietnam, but she can speak English very clearly. She is my inspiration to work on my English. She is the inspiration for me to work on my English. You can say that too, okay? Tất nhiên là phải khác thì người ta mới nói khác nhau như vậy chứ. Cô ta chính là động lực. Cô ta là động lực của tôi. Thấy không? The thì nó là cô ta chính là động lực. Còn cái kia là my inspiration, là cô ta là động lực cho tôi hay động lực của tôi. Cái nào nó cũng có kiểu giống vậy, nhưng mà nó chỉ biểu thị khác nhau thôi. She lives in Vietnam, she can speak English very clearly. She is the slash một cái, hoặc là my inspiration for me Còn nếu mình dùng chữ my inspiration, mình không dùng chữ for me, okay? Mình dùng chữ the thì mình sẽ dùng chữ for me. She is the inspiration for me to work on my English. She is my inspiration to work on my English. Alright. Rồi, xong cái bài đó. Bây giờ mình đi qua cái bài khác. Thầy ơi, có cái câu này thầy chưa sửa cho Keep ạ. Câu Thứ năm tại Keep Post. Câu này dùng với cái từ another, one another thầy. Câu số 5. Okay, one another. The department is not enough space for two people living. So I would like to get one another tomorrow. Oh my goodness. Theo Kiếp nghĩ cái chữ one another là cái gì? One another là một cái khác đúng không ạ? One Là another nó có another nghĩa là với nhau. departments. Nó giống chữ each other. Okay. One another nó y chang cái chữ each other, nhưng mà cách sử dụng của nó thì khác nhau thôi. One another có nghĩa là với nhau, nhưng mà với nhau và tương tác qua lại nhiều hơn hai individuals. Okay. Nghe nghe vậy có hiểu không? Yeah. Tương tác qua lại nhưng nhiều hơn hai individuals. Có nghĩa là thí dụ một nhóm có nhiều hơn hai người, có nghĩa nhóm đó có khoảng 3 4 người đi. Tương tác qua lại với nhau là thằng E nó tương tác với thằng B, thằng C, thằng D. Đó. Thằng D nó tương tác với thằng E, thằng B, thằng C. Each other thì nó chỉ có tương tác qua và lại hai chiều thôi. A to B, B to A. Hiểu chưa? Vậy cái từ one another nó có gần nghĩa với từ together không ạ thầy? Almost, nhưng mà vẫn khác nhau. Okay. Yeah. Ví dụ như all together, mình là mọi người làm cùng một thứ gì đó chung với nhau. Còn one another có nghĩa là làm một thứ nhưng mà at different time. Ví dụ làm cùng một thứ đó với lại cái con A, xong rồi quay qua cũng làm thứ đó với con B, rồi quay qua cũng làm thứ đó với con C. Còn khi mình làm together đó là tất cả mọi người đều làm chung với nhau. Alright. Ok. So trong cái câu này đó,
không có nghĩa gì hết cả, tại vì sai, hiểu sai nghĩa, làm sai rồi. Okay, Yeah. so you need to rewrite that. Thế thì có muốn làm thêm câu nào không? Trời, nguyên cái ly cà phê của tôi bự ơi là bự. Nhờ cái gì, bài gì? Không, tôi không có dạy kèm. Trả tiền thì tôi dạy kèm cho. Những cái chữ đó là Rồi đi nhờ người ta mà người ta đòi tiền thì kêu trời. Vậy thì thôi, ở nhà nằm ôm gối kêu trời luôn đi. Okay. Nếu keep viết cái câu là we need to work on one another to solve a turf. Math. We need to Thì có work with một one another to solve a tough math. Okay, we need to work with one. To work with, chứ không có work on. Okay. We need to work with one another to solve a tough math. Mình không có nói là a tough math. Mình sẽ nói a tough math what? Problem. Okay. Có nghĩa là chúng ta cần phải làm việc với nhau để mà giải một cái bài toán khó. Okay. We need to work with one another to solve a tough math question hay là problem. Ok rồi. Những cái câu này đây đó hả? Rồi bây giờ sử dụng chữ next to nha, mọi người để ý coi cái những cái câu này nha. Number one, vậy thì Tà Linh post những cái câu này ra đi nha. Câu number one, dùng chữ next to. The girl who sat next to me in the cinema last night is very beautiful. Okay. Câu này có gì sai không? Câu này mình không có thấy gì sai cả. Was, không cần. Mình nói là is very beautiful. It's your comment, okay? Không có ai nói là was beautiful hết ha. Unless cái con nhỏ đó nó bị tạt acid ngày hôm nay mà mình gặp lại mình thấy xấu như con ma vậy đó, thì mình sẽ nói nó là was. Ồ, cái past tense này người ta chỉ muốn giải thích thêm thôi bạn. Cái câu chính của bạn là gì? Là the girl is very beautiful. Ok, cái đó là câu chính của bạn. Còn cái câu who sat next to me in the cinema last night, tại nó có cái chữ last night cho nên là who sat. Và nguyên cái câu who sat next to me in the cinema last night nó chỉ là một cái modifier để nó giới thiệu về cái cô girl này thôi. Rồi câu kế tiếp là chữ notice ha. I have just received a notice that I had passed the exam. Ok.
Động từ past T-gone không rõ là chia past perfect hay là simple past thì đúng hơn. Ok. Now, tôi mới nhận được một cái notice that I had passed the exam. Ok. Chỗ này mình không biết là chia ở past perfect hay là simple past. Ok, bây giờ mình mới thấy nè ha. Tôi vừa mới nhận được một cái notice thì mình sẽ dùng present perfect với chữ just. Ok. I have just received a notice. Câu này hoàn toàn đúng ha. A notice. Ok. That a notice mà cái này, that trong chỗ này ha, I have just received notice. Something wrong right here. I think you need to add something more to this, okay? I have just received a notice. That ví dụ giờ mình làm cho nó dài dòng ra một chút nữa thì nó là that tells me gì đó. Okay. I have just received a notice informing me, letting me know that I have passed the exam. Theo tôi ở trong đây thì nên dùng simple past. Okay. Tại sao mình dùng simple past? Tại vì mình muốn nói ra một cái sự thật, một cái fact mà nó đã xảy ra rồi. Ok. Rồi câu kế tiếp nha. I will try to do it again and again until I succeed. Okay. I will try to do it again and again until I succeed. Okay. So nothing wrong with this. Living. Bây giờ cách dùng chữ living nha. I am living in Ho Chi Minh City, where I consider as my second hometown. Tôi đang sống ở thành phố Ho Chi Minh, nơi mà tôi nghĩ nó tôi xem như là một cái chốn ở của tôi, thứ chốn ở thứ hai của tôi. I am living in Ho Chi Minh City, where I consider as my second hometown. Okay, nothing wrong. Thiếu dấu phẩy ở đâu? Ở chữ where hả? Nếu mà gà mà đặt cái dấu phẩy ở đó đó, nó sẽ giảm cái ý nghĩa của mình nói đi. Cái ý nghĩa chính ở đây không phải là I am living in Ho Chi Minh City. Cái ý nghĩa chính ở đây là mình coi cái chỗ chốn này như là một cái quê hương thứ hai của mình, hoặc là chỗ ở thứ hai của mình. Cho nên mình không có bỏ dấu phẩy. Okay. Kế tiếp là each other. I have not seen you for a long time. I haven't seen you for a long time since the day we met each other in Hanoi. Okay, nothing wrong with this. Rồi, nó chỉ hơi dài dòng thôi. Since the day we met
In Hà Nội thôi được rồi, đừng có met each other. We met thôi được rồi, ai mà không lẽ met mà met 2 3 4 5 người, mình đang nói chuyện với 2 người mà. Alright. Câu kế tiếp. I have not seen you. Trong trường hợp này each other không biết là có dùng được không? Nhưng mà tại vì trong cái câu này phải dùng chữ đó đúng không? Ok. So it's okay. Tại vì mình phải dùng cái chữ đó. Trường hợp này dùng each other không biết đúng không? I have not seen you for a long time since the day we walked side by side with each other along the Saigon Riverside. Cũng không có, không có gì sai cả, chỉ có dài thôi à. Too long. Okay. I have not seen you for a long time since the day we walked side by side with each other. Okay. Thường thường người ta nói là walk side by side together chứ không ai nói là side by side with each other. Okay, grammatically thì nó correct nhưng mà theo cái lối nói thì nó hơi bị kỳ kỳ. Alright. Rồi câu kế tiếp nghe. Less than the price. Ủa cái này là less than chứ không phải lesser than hả? Phần 1 là less than á, thầy phần 2 mới là lesser lesser than á. Cái chữ less than này nó có nghĩa là một cái lượng, số lượng nào đó nó nhỏ hơn cái số lượng kia, và nó cũng có nghĩa là trừ đi. Ok. Còn khi người nào cho mình một cái gì đó ít hơn một cái người khác thì nó cũng cho ít hơn, là thì dùng chữ less than. Nhưng mà khi mình so sánh về cái amount á, thì mình sẽ dùng cái chữ lesser than. Ok. Rồi ở trong đây chữ less than là the price you offer is, cái price thì người ta sẽ nói là cheaper chứ người ta không nói là less. The price you offer is cheaper than I expected. Okay, than I expected. Mình không có dùng had expected. Tại vì mình chỉ dùng chữ had expected khi mà nó thiên về những gì mình mong đợi. Ok. Còn trong cái câu này nó nói ra giống như là một cái nhận định của mình vậy thôi. Ok. The price you offer is cheaper than I expected. Là những cái giá của bạn đưa ra thì nó rẻ hơn cái giá mà tôi cứ nghĩ nó là như vậy á. Ok. Còn thí dụ mình nói là tôi lúc nào tôi cũng mong là như này nhưng mà cuối cùng là nó xảy ra là như thế khác. I had always expected that, cái gì đó, but then it turned out this. Ok. Là tôi lúc nào cũng mong đợi là cái này nhưng mà cuối cùng là nó ra cái kia, thì lúc đó mình lại dùng là thì perfect tense. Ok. Trong tiếng Mỹ nó có những cái trường hợp mà người ta có thể dùng giữa hai cái perfect tense hoặc là cái simple past. Ok. Ok, có khi người ta dùng simple past hoặc là past perfect. Nó có những trường hợp người ta có thể sử dụng bất cứ một cái nào. Number 7, Linda went into the room and opened the wardrobe to take some dresses. Okay. To get chứ không phải là to take ha. To take ở đây nó có nghĩa là giống như là đi ăn cắp gì đó. Alright. Còn to get có nghĩa là mình biết là cái tủ này là tủ của bả giàu bả lấy. Okay. So Linda went into the room and opened the wardrobe to get, okay, some dresses. Went into bạn, không có went in hả? Huh? Khi mà mình bạn đi vào một cái gì mà nó có giống như cái gì bao bọc xung quanh đó thì bạn sẽ là into. Ok.
Ví dụ như bạn jump vô cái nước đó, là jump into hay là jump in the water? Which one? Do you jump into the water or you jump in? No. You jump into the water. Okay, tại khi mình nhảy xuống nước là nước nó bao chìm mình mà. Right? Nhưng mà mình nhảy vào một cái conversation thì mình là jump in hay là jump into? Ví dụ người ta đang nói mà mình nhảy vào cái conversation của người ta đó. Cái là jump, jump in. Okay, lúc đó nó sẽ là jump in chứ mình không có jump into, okay? Next one. Dùng chữ window. There are two windows in my room. Okay. Câu này quá dễ phải không? There are two windows in my room. Heavier. The luggage is heavier than I think, so I need your help. Okay. Nothing wrong with this one. And then the last one, clear. There is a swarm of ants. On the table. Because you have not cleared the table after dinner. Clear? Or you clean, you mean clean. Okay, có một đàn kiến ở trên bàn. Bởi vì bạn không dọn bàn sạch sẽ thì gọi là clean hả? Huh? Clean chứ không phải clear. Clear là giống như mình dọn chén bát đi thôi, nhưng mà mình clean là mình chùi đó. Okay. Cho mình clear một cái bàn cho nó trống thì mình gọi là clear. There is a swarm of ants. Một đàn kiến thì gọi là a swarm of ants. Thí dụ thì mình nói là there are so many ants. Okay, there are so many ants on the table because you have not cleared cleaned because you have not cleaned the table after dinner. Again, ở đây nó mình dùng cái thì perfect không có được trong cái tense này, okay? Bởi vì mình nói ở trong đây nó giống như một nhận định của mình đó. Vì mày không làm cái này cho nên cái kia nó xảy ra. Ok. Nhưng mà khi mình nói là ồ cái chuyện này xảy ra bởi vì bạn đã không làm cái kia như thế này đó. Giống như là một cái giống như miêu tả vậy đó, thì bạn sẽ dùng thì perfect. Nhưng mà khi mình bạn dùng nó như là một nhận định đó, thì người ta không có dùng thì perfect. Ok. Alright. Chỉ mình nhớ là như vậy thôi. Khi mà mình dùng để mình văn kể đó thì mình sẽ dùng perfect. Khi mình dùng cái văn nhận định đó, cái câu nói của mình về giống như state ra giống như một cái fact đó, thì mình không có dùng thì perfect. Khi nào mình cần làm rõ ra hai hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau thì lúc đó mình sẽ dùng thì perfect. Okay. There are so many ants on the table. Because you didn't clear. Ok, bạn có thể nói là because you didn't clean the table after the dinner. Khi đó thì bạn sẽ nói là there are, bởi vì gì? Bạn muốn nói là trời ơi, có nhiều kiến quá. Ok. There are so many ants on the table because you did not clean the table. Ok. Hoặc là mình sẽ nói là there were so many ants on the table because he didn't clean the table after the dinner. After the dinner. Okay. Then we have next one. The next. Chữ, trong cái chữ này mình phải dùng cái chữ là
The next. Here is our interrary. Okay. In terrary. The first day, sau đây là cái chuyến du hành trình của chúng ta. Here is our itinerary. The first day we go to the beach, and the next day we visit the palace museum. Okay. Sau cái dấu chấm phải là dấu hai chấm mới đúng chứ sao là tại vì mình nói đây là cái list đúng không? Thì nó phải là dấu hai chấm. Làm cái gì làm cái gì? We go to the beach first day. Dùng như vậy thì nó mạnh hơn. We go to the beach first day. Then we visit the palace museum next day. À, còn khi nào mình nên dùng the first hay là the next day? Khi chúng ta muốn nói từng cái ngày ra một ở trong một cái schedule mình mà đã có. Thí dụ như mình muốn nói đến một cái chuyến đi chỉ có 2 ngày thôi thì mình sẽ nói là the first day, the next day. Okay? Còn khi mà chúng ta không có thấy cái sự quan trọng của cái chuyến du hành đó thì mình sẽ nói là first day we do this, second day we do that, third day we do this, fourth day we do that, and so on. Okay? Cái đó là cái sự khác biệt nếu mà bạn muốn dùng cái chữ the ở trong đó. First day we're gonna do this, second day we're gonna do that, third day we're gonna do this. Okay? But if we have only 2 days to spend on a vacation, okay, if you have only 2 days to spend on the vacation, then tell me what specifically we're gonna do on the first day and what we're gonna do on the second day or on the next day. Okay? Rồi, câu kế tiếp là câu a notice. Donna, Donald. Donald has just received a notice that he was expelled because he hasn't paid tuition fee. Okay? Donald mới nhận được một cái thông báo là anh ta đã bị đuổi. Expelled. Dùng chữ expel ở trong đây có được không? Tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà đi học á, người ta không có dùng chữ expel. Okay. Chữ expel này có thể là đuổi ma, đuổi quỷ, đuổi tà hay đuổi cái gì trong một con người đi ra đó, người ta expel nó là đuổi ra khỏi một cái nhóm người á, okay, một cái bang hội bang phái đó, okay. Ở trong đây thì tôi có thể dùng cái chữ trong trường học, okay. Trong trường học khi mình bị đuổi thì nó gọi là cái chữ gì? Bà con có nhớ không? Nó có chữ pen đó. Do you know? Trong trường học người ta không có penalize. Chữ gì? Chữ gì mà nó có pen ở trong đó đó? Không ai biết à? Starting bằng chữ S. Chữ gì mà nó có suspended, okay? Mình sẽ dùng cái chữ suspended. He was suspended, okay,
from school because he hasn't paid tuition fee. Ở trong đây hasn't paid the, huh? Phải the tuition fee. Câu số 2 là Donna had just received a notice that he was expelled for not paying. For not paying. Bạn biết for not với lại hasn't paid nó khác nhau ha. Nếu mình nói là for not paying the tuition fee có nghĩa là người này refused to pay. Còn cái kia là người kia người ta chỉ trả trễ hẹn hoặc người ta chưa trả thôi. Ok. Ngủ hết rồi à? Ngủ hết rồi hay sao? Ai còn thức đâu? Chắc là buồn ngủ quá rồi. Fall in love hết rồi. Bạn Tà Linh cũng nằm lăn đang ngáy khò luôn rồi. Phải không? Ok, and then the next one. Chắc là mấy người bị cái bệnh gọi là bị cái bệnh là giống như là ghiền nghe xong rồi cứ nằm từ 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 nhắm mắt lại. Next one is against. Okay, the cat with the broken legs still try to against. Oh, against nó không phải là một động từ cho nên mình không có xài là to against được. Okay, fight against thì okay. Trời ơi, broken leg mà sao mà nó fight against a fierce dog. Một con mèo mà nó đánh như nhiều con chó hả? Ghê quá vậy. Even mình câu này phải viết ra ha. Even though it licks are broken. Okay. Even though its legs are broken. Phải một cái. The cat still tries to fight against those fierce dogs. Okay. Even though its legs are broken. Mình muốn viết thì hiện tại cũng được, muốn viết thì quá khứ cũng được. Okay. The cat still try to fight against those fierce dogs. Okay. Một con mèo mà quánh với nhiều con chó. Có đó nha, có con mèo nó dữ, nó đánh chó chạy luôn á. Ồ, nó dữ lắm, có con mèo dữ lắm. Ai đi lên ở trên mạng á mà đi vào coi mà có cái bà mập này ha, bà ra bà đá tuyết vô mặt con mèo á, tại con mèo đó là một con stray cat á. Stray cat là một con mèo hoang á. Thế mà nó dạng người á, nó cứ đến nó tìm đồ ăn đó. Cái bà muốn đuổi nó khỏi nhà bà gì, bà cứ lấy cẳng bà đá 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 bà đá cái snow á để cho cái snow nó đập vô mặt con mèo á. Cái con mèo mới nó mới nhích 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 nhích. Nó mỗi lần bả đá nó lại nhích xa cái đá. Cuối cùng bả đá nó như xa ra đá tuyết vô mặt nó nhiều quá đến độ mà nó tức lên lắm. Oh man, nó nhảy lên. Nó chụp vô ngay cái mặt của bả. Nó quay 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 bả vòng vòng bả té xuống đất xong rồi là nhưng mà cuối cùng bả đập 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 nó để nó văng ra ha. Xong rồi bả sợ quá bả bỏ chạy vô nhà thì nó đuổi theo. Nó đuổi theo bả luôn nghe.
xong bà đứng nó đứng nó gừ, xong rồi con chó nhìn thấy nó chạy lại, chó sợ quá bỏ chạy vô nhà luôn. Xong bà ôm mặt bà bỏ chạy vô nhà, mà bà cũng ngu đánh mèo hay đánh gì đó thì cầm cái cây gì thủ đi, đi ra đá 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 hồi bị nó quánh cho. Tôi coi cái clip đó mà tôi cười quá trời. Ok, now next one. Trời ơi, đánh con chó, đánh từ từ chó nó dữ lên á. Thường thường mấy con chó bị đánh đó, nó dữ lắm. Có con nào ngày nào nó khùng lên thì nó cắn lại, còn đa số thì nó cũng sợ chủ. Ok, next one. Dùng chữ living will. John knew that he had got a severe disease. Okay. So he wrote a living will. Okay. John biết rằng là anh ta bị bệnh rất nặng. He had got. Thì thay vì trong này John knew that he has. Okay. He has. Thì trong đây mình sẽ dùng là he has á. John knew that he had had đi, tại vì mình dùng quá khứ phải không? John knew that he had a severe disease. Okay. Ở này là mình giống như mình dùng, thấy không? Một cái state mình chỉ nói một cái statement ra vậy thôi. Anh ta biết là anh ta bị gì, chứ mình không có diễn tả cái tình trạng bệnh hoạn của anh ta. Ok. Còn nếu mình muốn dùng chữ had got á thì mình sẽ nói là như vậy nè. Thí dụ mình kể về cái hiện trạng bệnh tình của anh ta thì mình sẽ nói như vậy. Ok. John had been sick, hoặc là John has been suffering from a severe disease for 12 years. Thì lúc đó mình sẽ kể ra như vậy. Okay. Còn khi mình chỉ nói một cái bình thường là ồ vì anh ta có cái này anh ta mới làm cái kia thì mình chỉ dùng simple past thôi. John knew that he had a severe disease. Bình thường mình dùng là serious disease. Okay. So he wrote a living will. And then number five, one another. I have not seen Hannah and Jesse for a long time since the day we met one another. Okay, in Da Nang. Okay, nothing wrong with this one. Nhưng mà nếu mình không phải dùng chữ one another thì mình chỉ cần nói vậy thôi ha. Since we met in Da Nang. Mình không cần phải nói là one another. Lesser than, the price you offer is lesser than I expected. Hoặc là I had expected cũng đúng, không có sai. Okay. Open-minded. Duncan is an open-minded person. He is always ready to learn new things. Okay. Open-minded thì không có ready to learn, but ready to accept. Right? Anh ta sẵn sàng chấp nhận những cái điều mới. Thì nó mới make sense chứ, của một người open-minded. Right? Còn người sẵn sàng học với điều mới là có nghĩa một người đâu cần phải open-minded đâu, một người ham học thôi. Thì họ sẵn sàng luôn học những cái điều mới. But you mean like he accept những cái mới thì anh ta là một người open-minded, ok? Thế ơi, người ham học hỏi là biết tiếng Anh nói thế nào ạ thầy? Là một người maybe
Studious. Rồi câu kế tiếp. Câu kế tiếp là câu Ôi trời ơi, Gamma thức dậy rồi đó hả? Đang nằm lớ mớ giờ thức dậy phải không? The window sill is very old and it is getting rusted. Chứ không có rusty. Nó getting rusted là nó đang nó bị sét, còn getting rustier là đã bị sét rồi, bây giờ còn sét bạo hơn nữa. Ok. Cái sill là cái ngưỡng đó bạn, ví dụ như cái thành cửa mà cái chân mình đi ra vô mình hay đạp vào, còn cái sill của cái window thì nó là cái bệ cửa sổ mà mình hay tựa vào đó. Getting rusted nha, yeah. Rusted chứ không có rusty. Ok. Ở trên đây có hai người bị gọi hồn ha. Danny đó thì bị Maya gọi hồn, còn Gamer thì bị Keith gọi hồn. Còn ông Happy này không biết là ai gọi hồn ổng đây. chắc Tà Linh gọi hồn Happy quá. Nên câu kế tiếp. Em hai phố buồn là làm sao? Em hai phố buồn gọi hồn của Tà Linh hay là Happy á? Của Happy thầy Ồ. đã Happy whole class với phố buồn rồi. Ồ thế à. Yeah, hôm nay phố buồn mà quay trở lại kỳ vacation, Happy rất là cười suốt từ buổi whole class đến nghỉ class Ồ. vậy. Thế à. Không có, Tà Linh thì chỉ có bà Hà Cát bà gọi thôi. one. It's raining heavily, so I think it is good for you to stay over at my house. Okay, it's raining heavily, so I think it's better. Okay, it's better. It's better that you stay over at my house. Okay. Hoặc là it's raining heavily, you better stay over at my house. Nói như vậy thôi nha. Sleep in có nghĩa là ngủ ngủ nướng bạn. Okay, if you sleep in là mình không có chịu dậy cho đúng giờ đó. Đúng giờ rồi mà mình vẫn cứ nằm ườn ở đó thì gọi là sleep in. Okay. Although I have explained clearly step by step. Although I have explained clearly step by step, but Donald still did not understand completely. Nếu mà mình dùng chữ did not understand thì mình phải dùng là had explained. Okay? Although I had, chứ không có have, okay? I had explained clearly step by step, but Donald still did not understand fully, okay? Understand completely, understand fully. Hoặc là very well, okay? Hoặc là thoroughly. Okay. Rồi, watch out for when you arrive in big cities such as Ho Chi Minh City, you should watch out for pickpockets.
Okay. Ghê quá nhỉ. When you arrive in big cities. Thường thường mình không nói arrive in big cities bạn. Mình go to hoặc là mình when you go to big cities vậy đó. Ok. Chứ mình không nói arrive thì arrive at cái station hay arrive at somebody's house. Ok. So when you go to big cities like okay, Ho Chi Minh City, you should watch out for pickpockets. Stand up to. Hannah was very brave to stand up to the robbers last night. Okay. Tại vì khi mình nói cái câu chuyện này á, mình biết ngay là nhà của Hannah ngày tối hôm qua bị cướp đúng không? Thì cướp thì phải có những tên cướp. Ok, thì cho nên mình mới nói là the robbers. Ok, Hannah was very brave to stand up to the robbers. Còn khi mình nói robbers bình thường không á, thì mình chỉ nói ở một cái đơn giản, một cái mạch lạc thôi. I hate robbers. I hate robbers. Thì mình lại nói bình thường. Ok. Câu kế tiếp là stay over. It's getting dark. You should stay over. Okay. You better stay over. Okay. You had better stay over. Okay. You should stay over cũng được. You had better stay over cũng được. Try on. Do you want to try on a bigger size? Ok. Thường mình sẽ nói là a larger size huh? Người ta ít và chắc người ta không có dùng chữ bigger size. Người ta sẽ nói là larger size. Ok. Yeah, sleep over là ngủ ở nhà ai đó. Ok, oversleep nó lại có nghĩa khác nữa. Ok, oversleep nó gần gần giống như là sleep in á, nó gần giống như vậy, nhưng mà oversleep có nghĩa là mình sleep mà mình quên cả giờ giấc luôn thì nó gọi là oversleep. Thầy ơi, thế stay over nghĩa là gì ạ thầy? Stay over là ở lại đâu đó qua một cái đêm thì gọi là stay over. Stay over là giống như mình stay over là mình ở lại, còn sleep over mình ở lại để ngủ. Ok. Kế tiếp là chữ break up. Oh, turn something off. To turn off the light, please. Turn off the light, please. I'm sleeping. Turn the light off, please. I'm sleeping. Trong cái nó có những cái content mình có thể xài được hai cách. Okay. Turn off the light, please, and turn the light off, please. Hai cái này đều có nghĩa giống nhau ha. Nhưng mà thông thường á, người ta sẽ nói là turn off the light, please. Turn off và turn out hình như đều được hả? Không, không có turn out được, phải là turn off. Ok, turn out nó khác với lại turn off. Next one, break up. Donna and Jennifer broke up because they often argue. Because they often argue.
They broke up because they fight very often, because they argue with each other very often. Cái chữ argue này nó không có đứng một mình, nó không như vậy được nha. Okay, they often argue with each other. Okay, chứ mình không có nói they often argue được ha. Light out. Lights out có nghĩa là, nhưng mà cái chữ lights out á nó giống như một cái nói vậy thôi, là tắt đèn. Lights out please, lights out please, đó là một kiểu nói giống như là casual. Ok, next one. Save up. I wish I had a villa, so I am saving up money. Không có cần money ha, saving up thôi được rồi. I am saving up to make my dream come true. I ran out of money. Okay, I am out of money. Huh? I am out of money, so I couldn't continue. I was out of money. Nếu mà mình dùng cái chữ couldn't. I was out of money, so I couldn't continue my university education. Okay. Rồi, I could not continue my education thôi. Không có cần university education nha, nói như vậy thôi. I was out of money. I could not continue my education. Nếu phải dùng từ run out thì mình sẽ nói mình run out, nhưng mà thường thường với money thì người ta sẽ dùng là to be out of money. Ok, còn run out thì mình sẽ run out of cái gì đó. Ok, I'm running out of energy. I am running out of energy, so I stop studying. Ok, I was in financial difficulty. I have financial difficulty. Okay. I have financial difficulty. Hoặc là I have financial hardship. Okay, next one, pick up. Remember to pick me up at the airport at 7 tomorrow. Remember to pick me up at 7 at the airport tomorrow. Remember to pick me up tomorrow at the airport. 7 o'clock sharp. 7 o'clock. Sharp. Sharp có nghĩa là đúng. Okay. Đây là một câu command, không có cần subject. Okay. Remember to pick me up at the airport at 7 o'clock tomorrow. Okay, no problem. Do you promise to pay me back on time? Do you promise? Do you promise to pay me back on time? Bạn có hứa là sẽ trả tiền cho tôi đúng giờ không? Đúng đúng hạn không? Will you? Chứ đừng có do you nha. Will you promise?
Tôi nghĩ tôi coi hoài tôi không thấy nó hơi kỳ kỳ đó, mà tôi không biết sai cái gì hết. Cuối cùng đúng là mình phải dùng cái chữ là will you nha, mình không có dùng chữ do you. Will you promise to pay me back on time? Alright. Nhiều khi sửa mấy cái mà bà con viết nhiều khi cũng khó hiểu lắm. Sometimes nó tự nhiên nó trap mình, làm cho mình hơi bị lú cái óc một chút xíu, mình không có biết cách viết nói làm sao nữa. Okay. Earnestly. Earnestly, earnest là cái gì bà con biết không? Earnest. Earnest với lại honest khác khác nhau. Ok. Bạn đi lên trên từ điển bạn dò đi, bạn sẽ biết. Ok. Earnest nó cũng có thể dùng như là một cái lòng chân thành hay là cái gì đó mà mình serious. Ok. And that's it, right? No more. Rồi, mùi nước mắm mà đậm đặc của Việt Nam thì gọi là nước mắm gì biết không? Nước mắm gì ạ thầy? Cái nước mắm mà đầu tiên nó chắc ra gọi là nước mắm rồng, đúng không? Nguyên chất ạ. Nước mắm rồng á là cái nước mắm của cái lớp đầu tiên nó ra. Xong rồi cái nước nước mắm mà cái lớp thứ hai thứ ba bắt đầu nó ra tiếp á thì nó đen kịch à, đúng không? Phải. Cái nước mắm đầu tiên là nước mắm mà nó ngọt lắm. Bắt đầu cái nước mắm mà kế tiếp á, bắt đầu nó mặn hay là nó mặn luôn. Phải. Vậy là Keep thì bài viết của Keep là nó là những cái nước mắm mà đời thứ hai thứ ba đó. That's it. No more. Bài này của có gà mờ viết không? Có gà mờ có sửa cho cái bài này không? It is vernacular slang in Vietnam to say. Nước mắm when someone speak English nghĩ cũng ngộ. Bạn viết vernacular. What do you mean by vernacular? Tiếng địa phương á hả? Tiếng địa phương gọi là vernacular. I don't know, I never heard of it. Okay, the language or dialect spoken by the ordinary people in a particular country or region. Okay. So, local terminology. Let me see coi nhé. Copy cái chữ này lên trên mạng thử coi nó là cái gì. Vernacular. Vernacular. The language or dialect spoken. Architecture concerned with domestic or functional rather than monumental building. Ồ, cái tính chất mộc mạc build ra để những cái gì mà mộc mạc mà người ta làm để mà sử dụng được hơn là làm cho nó đẹp. À, nếu mà được sử dụng như một adjective, nó có nghĩa là spoken as one's mother tongue, not learned or imposed
as a second language, ok, có nghĩa là bản xứ nguyên gốc đó. Nếu nói về architecture, nó có nghĩa là concerned with domestic and functional rather than monumental buildings. Ok. Cái này thì nó giống chữ native á. Ok, nó giống chữ native. Theo tôi nó không có nghĩa, theo tôi nó không có nghĩa thiên lắm về cái local terminology đâu. Nó có một cái sense của local terminology, nhưng mà nếu như mình dùng cái term là tiếng địa phương thì nó actually nó là cái terminal, nó là cái local terminologies, là những từ địa phương đó. Còn chữ vernacular nó chỉ, tôi thấy nó gần với cái nghĩa là native hơn. Native có nghĩa là nó xuất phát ra từ cái, nó originates vào một cái vùng nào đó. Ok, that's it. No more. Is there anything else? Hay là đi ngủ? Thầy ơi, chắc tụi con đi ngủ á thầy. Ok. Bên Việt Nam 2 gần 2 rưỡi tụi con mình ngủ á thầy. Thì đi ngủ đi. Ai biểu cứ ngồi đấy làm gì? Nhưng mà Ok. thầy dậy nên là phải cố ngồi á, để cho hết mùi nước mắm. Rồi, nếu mà buồn ngủ á, thì cố ngồi nghe không có hiểu đâu. Tại vì đầu óc của mình lúc đó nó hơi bị giống như nó bị passive vậy đó. Mình take in không có được nhiều nữa. Ok thôi đi ngủ đi nhá. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Ok. Dạ, have a nice day to thầy. Bye bye thầy. Ok bye bye mọi người nghe.